nước nha. Cái tiếp theo mới là phê kìa, phải không Vương? Đúng không Vương? Nào? Đó, cái tiếp theo kìa. Được khó đó. Rồi. Khó rồi. Một chân trống. Rồi. Chân thẳng. Lên chân lên. Mình làm hai chân cũng được rồi mới. Dạ. Dạ. Thì đích là nhấc lên bước xuống. Đấy rồi. Chấm ra luôn. Chiều nay được không mà hả? Được không? Đã biết cái này mệt hơn hả mẹ? Ừ, mệt quá, đừng nói chuyện. À, mệt quá. Mẹ gì đó vậy hả? Không, tao là cái gì sao? Hôm nay đạp xuống chị Phi Phi giờ. Mẹ, cái đó mệt hơn mà nhìn tụi con không? Thôi được rồi, làm sao mà nhìn được? Mẹ đang tập thể dục mà. Yeah, we are all the master. Thank you.
giờ con đi ra chỗ khác được không? Cái này nhảy hơn, đỡ hơn cái nhảy hôm qua.
Ui trời xê quá. Cô Thủy vừa mới tập thể dục xong rồi. Mẹ nội em mới vô đây 20 phút. Em nội 20 phút mà cũng có đổ mồ hôi. Không cần phải dùng bất kỳ một cái dụng cụ gì hết. Chỉ tập thôi. Ngày mai lại mời mọi người lên tập thể dục nữa nha. Mẹ, chắc chưa? Chờ chút đi con. À đây chào đi. Đây nè, vô đây nè. Chào. Con tên gì? Chào mấy bạn. Mẹ. Con tên gì? Chứ ai kêu hỏi con mấy tuổi đâu? Mấy tuổi? Con mấy tuổi? 8 tuổi. Con mấy tuổi? Nói nhỏ gì? Quay qua đây nè. Nè. Con mấy tuổi? Nói gì ai nghe? Thôi, để ngoài đi. Con mấy tuổi, con tên gì? Không mệt quá. Con tên gì? Không mệt quá, mày đặt nó nhỏ nè, ai nghe. Làm gì vậy? Con tên gì? Con tên gì? Không mệt quá, nó nhỏ hoài. Con ngu hả? Con nói con ngu hả? Cái gì? Tự nhiên à. Chưa mẹ, chết được chưa? Thôi mệt quá. Chưa